Qua nhiều lần đàm phán, sản phẩm mì gạo Hùng Lô 4 sao của tỉnh Phú Thọ đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường của Nhật Bản. Lô hàng xuất khẩu gồm 4,5 tấn mì gạo và bánh phở khô với tổng giá trị gần 140 triệu đồng. Tuy giá trị chưa nhiều nhưng việc sản xuất xuất khẩu sang Nhật Bản sẽ mở ra thị trường mới cho hợp tác xã trong việc tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho bà con xã viên của tỉnh Trung Du này.